Gì? Mày khai thiệt đi, mày chơm tiền của tao phải không luôn? Ừ, chơm mày nào? Tôi có biết xài tiền đâu mà tôi chơm gì? Cái mặt của mày tao nghi lắm. Nghi gì trời? Mày cái gì mày cũng biết. Mày nhìn một lần thôi là mày biết rồi. Thì đúng, mà tôi biết một lần tôi bỏ à. Lần nào? Lần tôi thấy ông ăn mù tạt á, tôm chấm mù tạt á. Trời ơi, tôi nhớ mà tôi còn muốn ói luôn nè. Tôi ăn một lần tôi tẩn luôn. Ê, sao bể cái thằng khùng này? Đó, chính miệng ông cũng nói tôi khùng nha. Mấy thằng khùng nó đâu biết xài tiền đâu. Ông đừng nói tôi chơm nữa nghe. Mày lý lẽo lý lẽ lý sự quá.